Chào mừng đã quay trở lại với ván đấu thứ ba quý đầu giữa Cơm Tấm Quận 7 và Dẹt Tim. Tỷ số hiện tại đang là một đều và theo một thông tin tôi vừa mới nhận được từ ban tổ chức thì Dẹt Tim đã bị chịu phạt, đó là mất đi một lượt cấm ở trong ván đấu thứ ba này. Và lý do mà Dẹt Tim đã bị mất đi lượt cấm này đó là việc ở trong ván đấu trước họ đã tự bỏ hủy dừng. Và đây là một điều mà sai so với cả quy định của ban tổ chức. Bởi vì việc mà họ hủy dừng như vậy thì sẽ khiến cho Cơm Tấm Quận 7 tỏ ra là bị động, đúng không? Đúng. Nếu như là một pha giao tranh mà đang có cái diễn biến căng thẳng thì việc đó có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Và đây là một hình phạt dành cho G-Team. Về lý thuyết là khi một đội tuyển muốn hủy dừng là phải báo trọng tài. Ví dụ như báo cho trọng tài của các bạn, rồi trọng tài các bạn sẽ báo lên trọng tài tổng ok thì... Cơm Tấm Quận 7 ok thì lúc đó mới quyền hủy dừng mới có được hiệu nghiệm. Và rất đáng tiếc ở trong một tình thế mà Dẹp Tim trận quyết định mất đi một lượt cấm thì đây rõ ràng là thời điểm mà tôi nghĩ Cơm Tấm Quận 7 nên cấm đi vị tướng mạnh thứ hai, chọn vị tướng mạnh nhất để cho Dẹp Tim vị tướng mạnh thứ ba. Nhưng mà cũng khó có thể nói được đó là vị tướng nào mạnh nhất với mạnh nhì ở trong phiên bản hiện tại, bởi vì đó lại là một toan tính chiến thuật của cả hai bên mà thôi. Nhưng đôi khi cái lượt cấm này thì tôi cũng đang, nếu tôi là Cơm Tấm Quận 7 thì tôi cũng đang khá là bối rối đây, bởi vì nếu như đối phương mà họ không bỏ đi một lượt cấm thì Cơm Tấm trong ván này là ở bên lượt xanh, phía đội 1 nhá, thì sẽ phải chọn một con và bên kia có hai con cơ, có quá nhiều sự lựa chọn mạnh này, đúng không? Đúng. Và gần như bạn kiểu như là bị confused, bị bâng quơ không biết là chọn con nào. Hay là Cơm Tấm trong trận đấu này cũng cấm đi một con bài gì đấy lạ lạ và thả ra tất cả các vị tướng đi luôn à? Tôi nghĩ là cấm Illumia đi. Và đây chúng ta sẽ cùng chờ xem thì bên phía của Cơm Tấm họ đánh giá cao Irie trong tay của Buck, và bên phía Dẹp Tim thì lượt cấm này sẽ không có tác dụng nữa rồi. Thì chúng ta hãy cùng đoán xem bên phía Cơm Tấm họ sẽ lựa chọn con bài nào đầu tiên đây. Malok, Zuka, Murat, Chona. Thế còn... này là Dẹp Tim sẽ phải cấm đi bừa một con đúng không? Tôi nghĩ là nên là con Joker. nếu như mà không thể gọi là cái lượt cấm này nó không biết là nó có auto cấm hay không thì chúng ta cùng đợi đi. Thì Blue không, như vậy là bất cấm là không cấm. Sẽ là không cấm. Okay. Okay. Bây giờ tôi mới biết. Tại vì chưa bao giờ tôi đánh xếp hạng là tôi cũng tập trung được giai đoạn này lắm. Rồi. Và Châu Na dành cho bên phía của đội tuyển Cơm Tấm. Như và vậy, tôi đoán là trong tay của Tika. Tika với Châu Na thì có cách lên đồ nó cũng hơi cục, đó là cái giáp thống khổ. Thì đây bây giờ bên phía của GT họ quyết định lấy đó là Malok cộng với cả Oma. Cũng được. Thì còn hở ra Zuka, nhưng mà như đã nói rất nhiều lần thì Cơm Tấm Quận 7 họ chưa biết chơi Zuka và lần này thì khóa lại rồi. Và Zuka tôi đoán sẽ là dành cho Skiza. Và một người siêu đẳng sẽ cầm Châu Na đi đường giữa đúng không? Tika thì cầm đường bố. Vậy là Châu Na là đi đường giữa rồi, bởi vì Tika sẽ cầm đường bố. Và bên phía kia được hở ra Murat, nhưng trong ván đấu này Bão đang nhá hàng cho mình đó là vị tướng Violet. Thì ở bên kia nếu mà Nhật Tân chọn vị tướng đi rừng thì tôi đoán đó là Nakroth thôi. Hơi nguy hiểm rồi lựa chọn Valet này, đúng không? Đối phương rất dễ để có thể ủi vào bạn. Đối phương có Châu Na, đối phương có thể bỏ qua những ưu khống chế được tạo ra bởi Oma. Rồi đối phương cứ thế can vào bạn. Đối phương có Zuka rất cơ động với nhiều hiệu khống chế. Đối phương có Lữ Bố cũng có cú hất tung cú làm chậm. Thậm chí đối phương còn có Excalibur để có thể kết thúc bạn nữa. Và để cho Murat cấu máu từ trước thì gần như áo trận này khỏi chơi. Như vậy là trong ván đấu này Nhật Tân quyết định đem ra con bài Murat rồi, chứ không phải là Nakroth như tôi dự đoán nữa. Và chúng ta cùng xem được lựa chọn cuối cùng là gì. Khóa vào rất nhanh đó là Zephyr. Thì nhìn qua về lực lượng của cả hai bên thì tôi lại nhìn thấy cái cặp đôi từ trên trời rơi xuống bên phía của G-Team. Đó là Zephyr cùng với cả là Malok. Nhưng ở bên phía kia thì tôi lại đánh giá cao hơn dành cho đội hình của Cơm Tấm Quận 7. Thứ nhất là họ có Châu Na có thể giải đi các hiệu ứng khống chế. Và cái thứ hai là đội hình all-in của G-Team khi lao lên hoàn toàn có thể bị hớ nếu như Thên trong tay HHCC có một pha xung kích đẹp. Và yếu tố thứ ba nữa là đường của Cơm Tấm Quận 7 chắc chắn là chỉ có từ hòa đến thắng. Sẽ không có kèo thua nào đây đến từ Cơm Tấm Quận 7 cả. Châu Na là đi đường giữa Châu Na với Laurel đúng không? Thì cái kèo đấu này Châu Na sẽ phải nhường Laurel một chút. Mà bởi cũng chỉ hòa thôi, đúng không? Ừ. Không tức là Laurel có thể đẩy đường nhanh hơn một đúng. Chút thôi. Và bạn không thể nào ganh được Châu Na cả. Rất khó. Ganh Châu Na khó lắm. Gần như bạn sẽ phải canh thời điểm mà Châu Na sử dụng chiêu thức đầu tiên thì mới đó bạn ùa vào. À, tính xem mấy giây sau bạn đâu mới ùa vào. Còn nếu như mà không biết là Châu Na đã dùng cái chiêu thức đầu tiên chưa, bạn ùa vào thì bạn không thể bắt được Châu Na.
Nhưng mà vô hình chung trong cái ván đấu này thì cái việc bên kia mất đi một lượt cấm thì tôi cũng thấy là cũng chưa có quá nhiều ảnh hưởng cho G-Team đâu. Thì trong ván đấu này thì tính ra là mất đi một lượt cấm thì sẽ có thêm một vị tướng mạnh được xuất hiện mà thôi. Nhưng quan trọng là hai bên sẽ thi triển chiến thuật như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy được G-Team họ đang kéo cả đội, nhưng bị lộ tầm nhìn mất rồi. Cả đội này sẽ hướng tới con bùa xanh của cầm tấm quận 7. Cấp tấm biết, cầm tấm đơn giản là đi ngược lại em thôi. Sang bùa xanh của đối phương chỉ đơn giản là chia đôi cơn mơ, mỗi bên farm rừng của nhau mà thôi. Nhưng mà trong những cái tình huống cơn rừng như thế này thì những người phòng ngự ở nhà nếu làm tốt có thể gây ra khó dễ cho bên phía đối phương. Đó là pha nhiều kinh nghiệm không tốt đến từ HLN. Anh ta đã chia sẻ kinh nghiệm con bùa xanh đó với Black đúng không? Và tiếp theo đó sẽ là con cào cào nữa. Ê, lỗi rồi. Đây gọi là lỗi quá nặng của bên phía G-Team này. Và ngoài ra thì ôi mất, thôi xong, mất cả con nhện. Đó là pha thức đầu tiên của Chao Na. Và vấn đề mà chúng ta cần phải nói đó là Bão chơi ma lốc trong ván đấu này chứ không còn là người đi rừng nữa. Và Black đang tỏ ra là vô cùng tay mơ trong khu vực rừng. Thất bại rồi, pha cướp rừng là thất bại hoàn toàn đến từ Black. Ăn xong con bùa đỏ này cùng lắm là anh ta đạt cho mình cấp độ 3. Ăn xong con thổ dân không thể đạt được 4. Và lúc này thì có khả năng cao là Nhật Tân gần chạm 4 rồi. Skiza rất mượt mà. Ở khu vực đường rồng này thì có lẽ là sẽ không có gì quá nhiều bất ngờ đâu. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng là với việc Black bị thọt cấp độ như vậy thì trong cái pha giao tranh rồng tiếp theo bên phía G-Team chắc chắn sẽ tỏ ra là cực kỳ nhiều khó khăn. Hơi khó. Người đi rừng bị thọt cấp độ đấy. Tức là nói về cái chất tướng của Black nhá, thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Bởi vì chiêu cuối của Violet thì cũng không có quá nhiều đột biến cao. Nhưng mà việc mà chênh lệch cấp độ khiến cho cái sát thương ở phép bổ trợ trừng trị nó sẽ có sự chênh lệch. Và điều quan trọng đó là bạn thua một cấp thì đồng nghĩa việc là bạn đam yếu hơn này. Đúng rồi. Máu yếu hơn này, rồi mọi thứ yếu hơn này. Pha check tầm nhìn rất nhạy cảm đến từ HLN, nó chuẩn xác nhưng máu của họ mất nhiều hơn. Nhật Tân băng vào rồi lại lùi đi. Con rồng lúc này đang được ăn bởi dây tim. Họ đang all in, họ đang muốn 50-50 sau pha thi đấu này. Và nếu như thành công thì họ sẽ thắng toàn bộ. Nhưng cầm tấm quận 7 cũng đang ủi vào. Và con rồng dành cho cầm tấm quận 7 với Hara CC. Black sắp bốc hơi. Anh ta đã phải nằm và chiến công đầu dành cho Hara CC. Một người nữa của dẹp tim suýt nằm, đó là Oma. Và Oma cũng đã nằm rồi. Trước đó mất nằm. À Oma chưa nằm. Phải nói rằng là tôi rất buồn cười với HCC trong tình huống thi đấu vừa rồi. Anh ta ăn được con rồng này. Anh ta xung kích cắm đập thẳng đầu vào tường luôn, xong rồi cọ đầu, rồi sau đó là tung ra Excalibur ăn chiến công đầu, không thể nào cool ngầu hơn được nữa. Cảm giác như gọi là thiết đầu công kiểu vậy. Kiểu đập đầu vào tường để cho Excalibur tăng đam. Thiết đầu công rất lợi hại HCC. Mặc dù có pha thi đấu phải nói là rất thú vị, nhưng mà lợi thế mà HCC đã đem về cho đồng đội của mình là quá nhiều. Pha đó tôi đánh giá hai bên đều thi đấu theo kiểu 50-50. Bên nào ăn được là bên đấy thắng. Và người ăn được và người thắng là HCC. Hay quá, hôm nay HCC nên về ăn bún chả đi. Bởi vì quả chả hay quá. Góp được hơi nhiều rồi đấy. Mai là chuẩn bị ăn đậu đỏ. Đậu đỏ. Đậu đỏ thì HLN nên ăn bởi vì cần nhiều phát choáng. Nhưng mà chắc là anh ta ăn đậu đen trước khi thi đấu rồi. Rồi, hơi bĩnh. Thôi xong, chơi kiểu này như nào? Chơi không chơi được TK. Không, TK có rơi. Thứ nhất là có rơi mà cái thứ hai là TK còn chiêu cuối. À chiêu cuối choáng này. Tốt. Và đó là cú bắn kết liễu đến từ Black. Tôi không kịp nhìn trong cái pha đó thì cái búa chiêu 2 của Oma đã có tay đỏ hay chưa. Tức là chắc chắn choáng chưa, nhưng mà không biết, là mình không nhìn được. Đây, HCC có được điểm hạ gục của Mook. Và Black thì thôi xong rồi, vực hỗn loạn bật lên và một người siêu đẳng đang dí. Và double tap dành cho HCC. Tôi nghĩ rằng tầm này là HCC. Thôi ông Nhật Tân đưa máy đây tôi chơi cho. Không được như thế Nhật Tân, mà là không đang bảo Nhật Tân bảo HCC thôi ông nhiều mạng đưa máy tôi chơi cho. Kiểu vậy, tức là bây giờ là thôi ông Nhật Tân ông ra đường đi để tôi farm rừng cho. Bây giờ tôi xanh lắm rồi. Kiểu đấy. Như vậy là trở lại với trận đấu thì lượng tiền chênh lệch bây giờ là 2.500, một con số rất đáng kể ở phút thứ tư. G-Team họ luống cuống trong cái giai đoạn đầu tiên, họ all in để cướp rừng, nhưng mà cái cách mà Black cùng với HLN kết hợp với nhau là quá tệ. Rồi, và đó là Skiza, và đó là trầm trọng lực sát thương chưa đủ, và đó cú hồi máu. Bão có nội tại, anh ta chưa quét quỷ kiếm Excalibur, và Bão đã phải nằm. TK băng tới, hất tung được Black. Black còn nửa máu, vực hỗn loạn được bật. Một người sẽ đẳng càn vào, nhưng trụ bắn hơi đau, phải lùi ra. Thế là quá thành công cho việc khởi đầu con rồng rồi.
Bão trong tình huống vừa rồi theo như tôi nghĩ thì anh ta hoàn toàn có thể lùi về. Nếu mà có nằm xuống thì cũng gây ra nhiều khó khăn và mất thời gian cho đối phương. Nhưng anh ta tham, anh ta muốn sử dụng cái chiêu một quỷ kiếm. Chiêu quỷ kiếm để có thể là câu kéo gây sát thương và hút lại máu. Thôi xong, Black không đi về được rồi. Giật về gặp Peanut chơi luôn nếu thích, nhưng HLN đằng sau, quyết định của Nhật Tân là chạy đã, nói chuyện sau, chém nhẹ làm chậm đối phương để mình có thể lùi được. Và lùi thành công. Nhưng trong ván đấu này nếu như mà G-Team họ để thua thì chúng ta cũng có thể thấy được những cái điểm yếu của G-Team đang bộc lộ ra ở trong ván đấu này. Đó là có vẻ như Bão anh ta không chơi được Violet nên anh ta nhường cho Black. Và Black có một cái khởi đầu tệ hại khiến cho G-Team mất quá nhiều lợi thế. Đồng ý. Và tôi đang tự hỏi tại sao Bão không chơi Murat, hay anh ta lại thiếu tự tin? Đúng không nhỉ? Những toan tính chiến thuật và thiếu tự tin. Có thể là cái việc mà bên phía G-Team mất một lượt cấm khiến cho những cái toan tính của G-Team buộc phải thay đổi. Và cái thay đổi này đã dẫn tới đó là những cái sự chênh lệch trong giai đoạn đầu. Thôi xong, Nhật Tân bị choáng và Nhật Tân đang cố gắng lết. Nhật Tân lướt về được, anh ta lặn chiêu để né đi chiêu đối phương. Và sát thương đến từ chiêu cuối Violet không đủ. Chao Da đã tới, Z-Team đang mỗi người một hướng di chuyển. Nếu như trận đấu này mà Z-Team có một lượt cấm thì khả năng cao đó sẽ là Zuka đúng không? Lúc đó nếu như cơm tấm họ chọn Murat chẳng hạn thì Z-Team sẽ có cả Malok và cả Sauna là quá mạnh. Cũng khó có thể nói được về cái việc cấm chọn vừa rồi, bởi vì bây giờ thì trận đấu nó cũng đã như vậy. Quỷ kiếm được sử dụng, Skiza đang bị trụ bắn hơi đau, sát thương chưa đủ, rất đáng tiếc. Ở bên phía cơm tấm họ tỏ ra là rất muốn lấy được cái trụ một khu vực đường giữa trong pha vừa rồi, nhưng mà cái tình huống của Skiza là tỏ ra khá mạo hiểm rồi, và suýt chút nữa thì anh chàng này cũng đã phải trả giá. 6 điểm hạ gục, HLCC ăn 3 thì thực ra đấy mới là tin mừng dành cho Z-Team. Đúng không? Với chủ lực của họ không có điểm hạ gục mà đó là hỗ trợ. Mà hỗ trợ thì cũng chỉ lên chống chịu mà thôi, và giao tranh có thể bỏ qua hoàn toàn hỗ trợ. Hạ gục được chủ lực đối phương thì xử hỗ trợ sau. Cũng chưa biết được, nhưng mà cái việc mà thêm xanh thì cũng giúp cho anh ta cản vào giao tranh tốt hơn đấy. Thôi Excalibur, thôi xong rồi. 5 con người quay thì thôi, không cần gì để nói cả. Sẽ có trụ dành cho cơm tấm quận 7. Vấn đề là trụ gì mà thôi. Z-Team đang tập trung ở đường giữa khá nhiều và quyết định của cơm tấm đó là cố gắng phòng ngự trụ một đường giữa. Black hết năng lượng. Skiza đang băng tới. Black lộn lần cuối và cảm giác như cú lộn này cũng tương đối chất lượng, bắn vào một người siêu đẳng. Một người siêu đẳng trường trượt. Peanut sắp phải nằm, bật cho mình bất tử, cố gắng lướt và chưa nằm. Peanut vẫn đang tỏa sáng với Laurien và Peanut tiếp tục quay trở lại gây sát thương, và HLCC là người duy nhất chạy được cho pha xử lý vừa rồi. Tika đang đẩy nhưng Malok trong tay Bão đã kịp ra để phòng ngự và HLCC đủ gây. Sát thương, tôi đoán là đủ. Không đủ. Có nội tại. Bởi vì khi mà Zephyr lao vào sử dụng chiêu cuối chúng thì cái lượng sát thương được cộng thêm là tương đối nhiều. Nhưng đấy, thêm xanh, đồ nhiều hơn tí, hồi máu tốt hơn. Có là gì đâu, giao tranh vừa rồi mà kiểu như là một nhiều siêu đẳng rồi, một mạng rồi. Skiza một mạng, Nhật Tân một mạng thì tôi nghĩ là Peanut không có cửa sống. Nhưng Peanut phải nói đề cao, tôi đánh giá rất cao Peanut với con bài Laurien. Nói về cái pha giao tranh vừa rồi. Nói về cái pha giao tranh vừa rồi thì tôi nghĩ rằng nó có lẽ là nói về đẳng cấp đi. Đẳng cấp. Tức là sự bình tĩnh. Chính ra là bên phía cơm tấm quận 7 nếu như họ mà có thể gọi là có một người côn lơ thật sự biết được rằng bên phía đối phương còn kỹ năng bổ trợ gì thì Murat không nên dồn cái ảo ảnh chảm vào quá sớm như vậy. Việc mà Peanut có được cái chiêu bất tử vừa rồi chính là điểm nhấn của pha giao tranh khiến cho anh chàng này hút được nhiều sát thương, trụ ngược lại. Rất tuyệt vời đúng không? Còn Bão thì anh ta tiếp tục là mục tiêu chăm sóc, nhưng lần này là đánh thẳng mặt luôn. Bởi đằng sau anh ta đó là HLN. Tầm này là không phải nghĩ về nước Mỹ, nhưng nghĩ xong về nước Mỹ thì cũng đã nằm. HLN tin bạn quá thì cũng nằm theo. Peanut liệu có tỏa sáng hay không đây? Anh ta đang tấn công vào Thên. Đây là sai lầm. Black thoát ra khỏi sự tấn công đến từ Chao Na. Và Chao Na một người siêu đẳng đã phải nằm. Và lượng tiền chênh lệch lúc này đang được gỡ gạc lại dần dành cho bên phía G-Team. Nhưng điều quan trọng là về mặt tinh thần G-Team họ đang có lợi thế, họ đang dần dần thăng hoa trở lại. Bởi vì liên tiếp những pha giao tranh mà họ ở thế bí, thế yếu hơn nhưng mà lại có thể làm tốt. Vừa rồi tôi nghĩ là đồng đội đến hơi chậm, không? Nếu như đồng đội đến chậm kịp thì đến kịp thì Bão HLN đã không phải nằm, và thậm chí rằng đội hình của cơ tướng quận 7 còn nát hơn. Và nhìn vào lượng trang bị của Peanut trong ván đấu này thì tôi thấy anh ta sắp sửa hoàn thành được khiên huyền thoại rồi. Thì đó sẽ là một ngưỡng sức mạnh mới dành cho Laurien. Rồi, và đó là cú can thiệp đến từ Bão Laurien của Peanut. Hơi sợ HLCC, đang tấn công HLCC. Bão đang bị cô lập, luyện ngục không trúng vào ai. Bão quay sang, tấn công vào Skiza nhưng quỷ kiếm trượt, không còn nội tại nữa. Và không đánh nhau nữa là Z-Team.
Có lẽ lỗi ở trong tình huống vừa rồi đó là của Skiza, khi mà trầm trọng lực của Zuka không thể ngăn cản được bão sử dụng luyện ngục ngay tại chỗ. Nếu như mà ngắt được thì có lẽ là chơi luôn bão. Ừ, chơi luôn được ấy. Tấp luôn. Tấp luôn. Bởi rõ ràng HCC một mình anh ta mà lùa được hai sát thương chủ lực đối phương là Valet và Laurier thì các bạn thấy HCC cảm giác như là lực thần. Lực. Cảm giác như anh ta là kiểu như là container đang phi tới hai xe máy rẽ ra. Kiểu vậy. Với cả anh ta còn được qua trả kinh luận. Và đây. Không ai bên phía kia can thiệp được rồi. Excalibur. Thôi xong. Liệu đây có phải là bước ngoặt của trận đấu? Phải xem đã. Và bây giờ nhá, nếu mà trong tình huống này có được kinh công thì điều quan trọng là cơm tấm quận 7 tận dụng con kinh công đó như thế nào. Họ sẽ đẩy trụ, họ sẽ phải đẩy trụ, nhưng mà năm thành viên tay ngắn liệu có đẩy được không? Hay là họ sẽ quyết định băng trụ và ép giao tranh thì chúng tập ta... Tập này là ùa vào rồi, tôi nghĩ tập này là thác đổ thôi chứ nghĩ ngợi gì nữa. Sát thương nhiều, hiệu ứng khống chế nhiều, dồn đam nhiều. Nếu như kết thúc được Laurier của Pinat thôi là mọi thứ sẽ sáng lại trong cơm tấm. Nhưng tôi nghĩ là trong tình huống này thì Laurier của Pinat hồi bất tử rồi. Và đó là điều mà bên phía cơm tấm cần lưu ý. Như vậy là GT quyết định bỏ toàn bộ giàn trụ ngoài và sẽ phòng ngự ở trong. Nên thế, và tôi cũng biết là con sói đã được ăn chưa. Nếu như sói mà được ăn rồi thì Nhật Tân không có đất phát huy, đúng không? Sói được ăn rồi. Ảo ảnh chạm, đó là ảo ảnh chạm lần cuối cùng của Nhật Tân. Và anh ta sẽ phải chờ con sói đó hồi lại. Anh ta tiếp tục băng vào. Anh ta dọa dồ đối phương, anh ta rút ra. Cái thanh ở trên người Nhật Tân đó là việc làm chậm, thì có lẽ là bên thực nghiệm có nhiều khiên huyền thoại rồi. Giao tranh đang diễn ra và trầm trọng lực lao vào, người đầu tiên phải nằm xuống đó là Zephyr trong tay của Mook. Tiếp tục đó là Black và tan vỡ rồi. Pinat mặc dù sử dụng Laurier trong tình huống này được chơi nhưng vẫn đánh được nhá, đừng khinh thường. Chị là chị biết võ và chị đã đuổi được hai thành viên kia. Hay. Tôi thành công, thành công, thành công. Tôi nhớ tới một câu nói ngày xưa mẹ tôi dạy tôi, đó là rằng đến nhà đàn bà cũng đánh. Ý tôi không phải là Pinat là đàn bà, nhưng là việc anh ta sử dụng chơi vị tướng là nữ đã khiến cho 4-5 ông kia là không còn đất diễn. Cái việc mà bên phía của cơm tấm quận 7 còn tới 4 thành viên mà gặp khó khăn trước Pinat trong tình huống vừa rồi, tôi bất ngờ, tôi thật sự bất ngờ. Mặc dù tôi hiểu rằng là Laurier khi mà đứng ở trên chiêu cuối, đấy đại phạt xét cực kỳ là khó chịu, nhưng mà việc mà đến 4 thành viên không làm gì với anh ta thì phải nói là cũng ghê đấy. Thêm cả và sát thương từ trụ nữa, và cơm tấm có lẽ là nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho Pinat trong những pha giao tranh. Thực ra vừa rồi nếu như mà dệt team họ chia đội hình ra thành hai hàng, hàng đầu là Bup, là Bão, là HLN, hàng sau là Black và Pinat, nó chia chuẩn chỉ hơn. Và gần như là chỉ có 3 hàng đầu ấy, tức là chỉ có hàng đầu là dính sát thương đối phương thôi. Thì đó là sai lầm của cơm tấm. Nhưng dẹp team cũng không phải là mức quá hay để chia đội hình như vậy. Vẫn là một sự đứng trụ vào nhau và khiến cho những cú combo cơm tấm nó đẹp. Skiza trong cái tình huống đó sử dụng trầm trọng lực trúng rất nhiều người. Và đó cũng là tiền đề để cho bên phía cơm tấm lao thẳng vào dàn sau và lấy được rất nhiều điểm hạ gục. Tiếp tục đánh nhau, luyện ngục không chuẩn xác. HCC đang bị trụ bắn và anh ta đang được hồi máu, có lẽ đến từ nội tại. Trụ đường giữa đã bị phá hủy và cơm tấm đang chơi theo kiểu lính du kích, bên nào hở là đánh bên đấy chứ không còn ôn đi nữa. Nhưng mà nếu mà có một đường thì cũng chưa thể nói được về cái lợi thế hay kết quả của trận đấu này, bởi vì với cái việc mà phòng ngự ở phía trong như vậy thì G Team vẫn hoàn toàn có cơ sở để có được một pha giao tranh thành công như ban nãy. Nên nhớ rằng trụ ba ở đường dưới có lẽ chỉ cần một hit của bất cứ tình huống nào, đường trên thì Pika được cắt thử ra để có thể đẩy và sẽ phải bỏ cái trụ này, chắc chắn là đến từ G Team rồi. Nhưng mà như thế này, ở trong Liên Quân Mobile thì việc bạn mất ba đường chưa đồng nghĩa với việc là lợi thế quá lớn dành cho đối phương đâu. Rồi, Nhật Tân đã có hồi máu. Nhật Tân tạm thời lưu ý, tôi muốn xem đánh nhau phía bên kia có gì hay, chứ không phải là Nhật Tân người đã bỏ chạy. SC đang bị đuổi theo, bị bắn theo bởi Black. Anh ta vẫn ủi và lướt về được và không có một tổn thương nào đến từ hai bên cả. Đây rồi, Skiza tới, chấp cho lực choáng hai người tuyệt vời. Rồi sát thương, hai chủ lực của Zen Team đã phải nằm và đây là thời điểm mà cơm tấm quận 7 khởi nghĩa cũng như kết thúc một trận đấu với chiến thắng. Quát kill dành cho Skiza. Có Penta không? Penta. Như vậy là Nhật Tân cũng đã để lại dấu ấn của mình bằng một pha KS Penta của đồng đội Zuka. Hơi tệ. Như vậy là nói về cái vòng thi đấu hôm nay thì Zuka hình như là đang có tỷ lệ thắng cao, cao. Đấy, 100% không? Và thậm chí màn thể hiện cũng ấn tượng nữa. Tức là đây là một con bài mặc dù đã bị giảm sức mạnh ở trong phiên bản hiện tại, nhưng khi được đem vào giải đấu và sử dụng thì vẫn vô cùng hiệu quả. Hãy nhìn cái cách mà Skiza sử dụng, tức là trước khi có cú quát kill đấy thì anh ta mới chỉ hạ gục được một người.
Và nhưng kia đây là 129. Đấy, trùng hai chủ lực bên phía của G Team. Quá lợi hại. Mặc dù Peanut có một màn trình diễn tuyệt vời ở trong ván đấu vừa rồi, nhưng chừng đó là chưa đủ để cho G Team có được chiến thắng trước Cơm Tấm Quận 7. Và MVP của trận đấu này là Nhật Tân. Nhật Tân. Còn cá nhân tôi thì đó là Peanut, màn thể hiện cực kỳ ấn tượng. Giúp cho Dẹp Team, à không những giúp cho anh ta mà giúp cho Dẹp Team chống đỡ gọi là cực ổn ấy. Nếu như mà đội hình của Dẹp Team tỉnh táo hơn thì một chiến thắng cho Dẹp Team ở ván đấu thứ 3 không phải là điều quá đáng. Họ hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng trước Cơm Tấm Quận 7 được. Nhưng bốc phét vậy thôi. Sự thực, Cơm Tấm Quận 7 đã giành chiến thắng trước Dẹp Team và điều đó sẽ giúp cho Cơm Tấm Quận 7 tiếp tục leo đuổi với Pro A, Game TV cũng như là TTN ở phía trên khu vực bảng xếp hạng, đúng không? Đó là những diễn biến ở trong game đấu thứ 2. Ngày thì hôm nay chúng tôi vẫn còn 2 game đấu nữa và sẽ quay trở lại khi game đấu thứ 3 được bắt đầu.